Em ơi kìa trăng đã rụng sao chùa, trăng đã rụng sao chùa, chuông công phu mang từ bi bác ai, nương gió lạnh gieo rắc muôn nơi. Về đi anh ơi, chúng ta về anh ơi, trăng đã rụng sao chùa, khiến em lo lắng cho mối tình đôi ta, cho mối tình đôi ta. Trời bao nhiêu vì sao long lanh, tim bao nhiêu hình ảnh của người thương. Em đừng lo lắng khi trăng rụng sao chùa, tình ta muôn thuở vẫn là. Tên ác bá, con quan thái phó trêu ghẹo sổ sàng. Vân Chi tiểu thơ, cô ơi cô có biết chăng, tôi đã mơ hình mơ tình nên lình xình, rình quanh chùa đình đời cô mình để tỏ tâm tình. Xin cô nương bàn bố chúc tình thương. Xin ông đừng nói thế, em nào đáng kể gì, cô đâu dân đâu cành mãi, xin công tử kim hạ người cao sang. Ai nói lâu cho ông táo ông giật cào mau, thật tôi thương cô nương lệ tuôn ngập sông tương. Thưa công tử, em là gái đã có chồng. Ồ, có chồng mà kể có chồng, còn duyên anh ẩm anh đồng anh vui mà. Bớ công tử chỉ công, mày đừng xen chuyện của ông. Ông chơi nên nhìn ngang kẹo treo vợ tôi, hẳn tôi không nhìn đâu. Anh đi chứ nên tỏ vẻ bất bình, hãy nghi giữ gìn cho gia đình mình được yên lành. Công tử đây con quan thái phó triều di, tạo quán mà chi, để ngày sau chúng ta phải chuốc lấy khổ hình. Gia đình đâu? Dạ. Bắt con nhỏ đó về tư gia ta như thường lại. Đi. Ôi trời. Mày giết tao trước rồi mày hãy bắt vợ tao. Mày đánh tao hả mày? Ê, tao đánh tao sặc má mũi rồi mày ơi. Trời ơi trời, mày ơi, tao đổ má mũi mày ơi. Trời ơi, đã khổ đến rồi. Vân Chi. Dạ. Vợ chồng mày hại tao, hết chỗ chọc ghẹo nhẹo ông vừa vẽ mà chọc chứ. Thưa cha, đó là tại Đàm công tử chứ đâu phải tại chồng con sinh chuyện. Thôi không có tại bị gì hết thấy á. Bây giờ chuyện đã lỡ thì tao tính theo đã lỡ nha. Là tính sao cha? Mày phải bỏ thằng chồng du đảng của mày để ưng công tử dí công, tức là mọi việc đều xong. Hoàng thái phó mời tao lên tỉnh sảnh đường, ông biểu tao gá mày cho con trai của ông. Vì công tử về mép và èo èo với cha, ông buộc phải cưới cho kỳ được Vân Chi. Sao cha không nói là con có chồng và đã thọ thai? Quý trời đất ơi, mày đã thọ thai, nói vậy thì là chết tía của tao rồi. Chồng con tội chi mà chịu khổ thê, hỡi trời ơi. Được, cha đợi con sanh rồi đó nghe, cha đem cục nợ đó cha quăng xuống sông rồi gả con. Con ơi, không làm như vậy đó là chết hết cả nhà rồi con ơi. Chẳng thà là con chịu chết rồi cha. Đừng có ngu nói bậy. Con ưng công tử là con sẽ giàu, cha sẽ được làm quan. Ngài thái phó hứa với cha như vậy con à. Bây giờ cha núp vào trong để nghe con tuyệt tình với thằng Kỳ Sơn. Nếu con cãi cha đó ngang thì sẽ có mũi tên độc tử bên trong bay ra ghim vào ngực của nó. Kìa, nó tới rồi kìa. Em Vân Chi, tại sao em lại khóc? Tôi với anh đã hết nghĩa vợ chồng rồi. Hả? Em nói sao? Anh làm điều chi Phật ý em chăng? Tôi nói thật, tôi sẽ coi chồng khác sang giàu địa vị hơn anh. Anh cưới vợ khác đi. Thôi, cô đừng khóc chứ. Có khóc là để cho tôi khóc. Vì người ta trăn trở ngôn cầm sang thuyền khác, mà tôi vẫn thường vẫn nhớ, không thể quên bóng quên hình.
không quên lời thể hại Minh Sơn, quên giọng cười hơi thở. Nhất là không thể quên cái bào thái hiền cô đang mang nặng. Tôi chỉ tiếc sao quá tình lòng người mà tôi trao trọn quá tim non. Anh ơi nào phải em thăm sống cánh nhung lụa vàng son, nhưng em muốn bảo vệ tính mạng người mà em thờ phụng tận thâm tâm. Vì cha em buộc phải ân thằng Lưu Minh Điểu nghĩ giá là người công tử dĩ công. Cha buộc em bỏ anh sao? Dân chi? Dạ. Mày xem tình chồng nặng hơn tình cha, thì tao đã có cách rồi. Các ông quân của quan thép phá đâu? Dạ. Yeah. Vào còng đầu nó lại, giải đến ngày trị tội đi. Trời. À, 20 năm cạnh người chồng bất đắc dĩ, tôi sống trong tuổi nhục đau buồn. Mẹ ơi, mẹ. Gì đó con? Con đố mẹ ha. Vậy chứ yêu là cái gì? Dân Sơn. Ai dạy con tiếng yêu đó? Anh học trò tên Thiệu Linh dạy con đó. Con ơi, hãy yêu chân thật thì vô cùng khổ sở, cổ triền miên cho đến lúc tàn hơi. Cũng vì yêu mà mẹ khổ đã 20 năm rồi. Trước khi về với cha con, mẹ đã yêu đắm mi đuôi một người. Mẹ phải căng răng xa lìa người ấy, trong khi mẹ đã cực thủ bào thai. Sau khi đưa bé ấy chào đời, mẹ phải dâng lời ngoại tổ, bỏ nó miền xa xôi hẻo lánh đây mấy hôm sau mặc kỳ áo cưới theo chồng. Mẹ à, còn đứa bé ấy sống hay chết? Và người thương của mẹ hiện giờ ở đâu vậy mẹ? Mẹ nói cho con biết đi mẹ. Người thương của mẹ, người ấy ngậm đắng nuốt cay sống dưới cảnh lưu đài. Sau khi nghe tin người vượt ngục thành kẻ của bốn phương trời, còn đứa bé, con ơi đứa bé sống chết mẹ nào đâu có biết. Nhưng mẹ rất đớn đau khi nghĩ mà nghe con nghĩ khơi lại đóng tro tàn. Nội tổ con bị tội trảm nhị hà lãm, ngoại tổ con cũng bị liên can phải tù đày. Còn cha con gia tài tiêu tán, vì mãi nghi vui với nghi mén rượu bạc bài. Ủa, lũ nó đi đâu hết rồi cả? Thưa cha ngoại qua. Ờ, tao qua cho mẹ con bé hay. Tao gả con Dân Sương cho con trai của quan thái quý Trương Công rồi. Trời. Cái gì mà trời? Đây là một dịp để cho mình được giàu có như xưa anh nhìn trời. Con xin cha hãy để cho cháu ngoại của cha tự định lương duyên. Con đã gian dở một lần vì sự ép duyên rồi. Chẳng lẽ giờ này cha lại buộc cháu ngoại của cha lại cũng đi con đường ấy nữa? Lũ bay khôn hơn ông cha lũ bay rồi. Thôi được, từ đây đừng biết đến lão già này. Ông tha lỗi cháu, cháu tốt yêu rồi. Tao về để bay, tự định duyên bay. Ngoại thương giùm con, ngoại đừng ép một viên con tội nghiệp. Bày muốn thăm tao ha, ra Gò Má mà thăm. Trời. Anh Thiệu Linh, mệt quá à, em đi không nổi nữa đâu. Mệt à? Mệt thì nghỉ rồi sáng mai đi nữa. À mà đi lẹ kẻ ông ngoại ông theo bắt chúng mình lại thì... Thì có nước tự giận. À. Em Dân Sương thấy chăng trăng rùng sao chùa, dừng trăng rùng sao chùa, em buồn tê tái lòng em e ngại. Cho duyên tình đôi ta.
rụng sao chùa sương giăng buồn mang mát. Trăng sao nhuộm màu tan tóc hơi trăng ơi. À, buồn quá. À, anh kể tiếp sự tích sợi dây chuyền của anh đang đeo đi. Để em nghe anh kể tiếp không hiểu tại vì sao mẹ của anh phụ tình người chăn gối xanh anh ra rồi bỏ bên bờ suối với sợi dây chuyền. Anh sống được nhờ lòng bác ái của một lão thợ rừng rồi loạn lạc giết người cha nuôi ấy lại được thầy giờ nhận làm dưỡng tử minh linh nhờ thế chúng ta mới làm rộn ông tơ bà nguyệt mua xe tơ còn ngại sự cố chấp của ngoại em không hiểu cha mẹ anh hiện giờ còn sống hay quá khổ đau đã xuống chốn diêm đài. Theo tên trong kỷ vật này thì cha anh tên Kỳ Sơn còn mẹ anh tên là Vân Chi. Ủa, mẹ em cũng tên là Vân Chi, sao lạ vậy? Ồ, tên trùng tên có gì lạ đâu. Mẹ em cũng như mẹ của anh, thương mà không được cái cùng người thương nên nghĩa vợ chồng phải nuốt lễ chấp tơ lòng cùng kẻ khác, khổ âm thầm suốt 20 năm trường. Đời mẹ em chẳng khác chiếc thuyền yêu neo bến khổ muôn đời không thể dịch. Nơi đến lượt chúng mình yêu và khổ, thật rõ ràng đời là bể trầm luân. Anh ơi em trốn đi là đời sự hồi tâm của ngoài, xin quân tử đừng chạm đến thuyền khuyên. Chúc mai gần được là khi vang gần tiếng pháo du quý bên. Quét lá bồ đề phủ sân, quét sầu quét não ngự trong tâm. Khói hương cửa Phật xua đau khổ, mỏ sớm chuông chiều ngõ chút quên. Dạ, chúng con là Thiệu Linh và Vân Dương, xin quỳ thượng cho chúng con được bái lĩnh ít nhiều điều chân lý của đấng từ bi. Mô Phật, Phật pháp quá cao siêu huyền diệu, mà nhị khách đây tuổi hải còn non, nên bần tăng chỉ giải thích thông thường dòng lẫn quẩn của luân hồi nhân quả. Đời ta được sung sướng sang giàu hay khổ đau nghiệt ngã là kết quả việc ta làm thoa trước hiền lành bác ái hay độc ác tham tàn. Tạo nhân hiện tại để rước qua sau này, cây duyên đưa nhân đến quả, cây duyên tức là việc làm của chúng ta. Nếu cái nhân độc ác sâu xa, duyên sẽ đưa đến quả đớn đau khổ sở. Nếu cái nhân bác ái hiền từ, duyên sẽ đưa đến quả sang giàu sung sướng. Bạch Huệ Thượng, yêu có phải tội không mà khổ? Dạ còn nguyên nhân của nguồn khổ là ở nơi đâu? Mô Phật, yêu tức ai mà ai là nhân của quả khổ, là một trong lục dục thất tình. Nếu thiện nam còn mang lục dục thất tình thì là còn gây nhiều tội lỗi. Cái tội lỗi là còn chút khổ đau. Một người sung sướng là người có tâm hồn thanh thoảng, dẹp được hỷ nộ ai ai ô lạc dục của nhân loại. Ngày xưa bằng đạo cũng yêu cũng khổ, ngày nay hết khổ vì bằng đạo dẹp được chữ yêu. Con cảm ơn Huệ Thượng.
Ủa, sao khách lại có sở với chuyện này? Dạ, của cha con truyền lại cho con đó. Vật này của cha khách truyền lại cho khách à? Dạ. Nếu khách nhận kỹ vật này của thân phụ thì chính bần thân đây là người tạo hình hài cho khách ở dương trần. Vật này của cha tặng mẹ ghi tên họ rõ ràng. Sao ngoại ép mẹ con ưng kẻ khác nên khi sanh con rồi bỏ giữ kỹ vật này đây. Còn cha bị ngoại con phao phản ngồi tù, sao cha vượt ngục tìm con nhưng chẳng thấy băng con qua trang đời ô trực, nên cha mới gửi thân cho Đức Di Đà. Lẽ Phật chứng chiếu lòng mà gia kẻ chân thành, nên cha con mình được cùng nhau sum họp đền bù những năm xa cách chia ly. Con xin cha cho con ở cạnh bên phụng dưỡng cha khi tuổi về chiều sức yếu. Đây là vợ chưa cưới của con, xin cha nhận hai con qua lần đặng về mối tơ loan. Hai con nguyện ăn chay niệm Phật cầu ngoại của dân xương hối cải ăn năn, đừng bắt dân xương gả cho kẻ khác để nghe chúng con được kết mối duyên lành. Mẹ xương đâu? Tao cấm mày đi kiếm nó. Nó đi theo trai mày kiếm nó làm gì mày? Thiệt rõ ràng là vô trách nhiệm đối với con mà. Đúng rồi, mày bất đắc dĩ mới lấy tao làm chồng, cũng như tao bất đắc dĩ mới lấy mày làm vợ. Hai cái bất đắc dĩ đụng nhau ngang cái cốt, khiến cho con Sương nó nhảy tọt ra ngoài đời làm đứa con bất đắc dĩ. Bởi vì tao cũng không có trách nhiệm với nó mà. Tao ở với mày cũng như sạn với đường, đổ lộn nấu chung, nấu mấy trăm năm nữa cũng không có thành chè. Sạn kia cũng vẫn là sạn kia, còn đường nọ vẫn muôn năm là đường. Như tao với mày dẫu ở một triệu ngày thì mày ra mày, tao cũng ra tao, chớ có không thành được cái duyên vợ chồng. Tôi với anh ở đã có con có cái, tự mày mới có cái có con. Như nga tự đường có nước ngọt nước ngon, còn tao là sạn ăn thua gì mày. Chỉ không đỡ. Trời trời đất ơi, sao mày đâm tao mày? Mày lấy vợ tao hả? Ôi cha cha, trời ơi, đâm đừng ngoái đau quá mày. Ừ, chết. Tinh nữ xin kính chào hòa thượng. Mô Phật. Kìa, có phải hòa thượng đây là Kỳ Sơn chân không? Hiện giờ bần tăng là một đấng chân tu, đã chung vị giảng trong tiếng chuông chùa. Tinh nữ đừng nên nhắc chuyện xa vời với bần tăng. Chữ yêu đương không riêng rẽ cho một người, mà yêu tất cả nhân loại đang hụp lặng bế trầm lưng. Anh là bậc tu hành, sao nỡ đành khe khắc như em? Mẹ, mẹ đi tìm con. Dân Sương con, sao con nỡ đành bỏ mẹ? Dân Sương con của bà sao? Trời ơi, hai con là anh em một mẹ mà lại yêu nhau rồi. Trời! Mẹ! Mẹ ơi, con chết mà con cần nên quên hết là hơn. Mẹ ơi, quên làm sao được khi hình ảnh của anh con đã in sâu vào tâm não con rồi. Con nhớ từng tướng đi gian đứng dòng, không quên tức là con phạm luân thường vì con là em gái của Thiệu Linh. Mẹ ơi, để con chết, chỉ có chết mới giải quyết được mà thôi. Con trốn dư luận tuôn miệng
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật từ bi bác ái cứu rỗi một linh hồn giữa bên mê. Dân Sương con, có chết là mẹ đây đáng chết. Tội mẹ gây khiến hai con lầm lẫn yêu nhau. Nếu hai con không nên nghĩa tư đạo, hai con nên xử tình huynh muội. Mẹ tin rằng dư luận không bao giờ khe khắc, lên án hai con khi biết xử nhau với nghĩa huynh muội chi tình. Tiểu Linh tha thứ cho mẹ sanh con mà không nuôi dưỡng được con. Con nên khuyên dứt em con, lời con mới cảm được lòng dân sương. Không buông con ra, con phải chết. Con cha, cha ơi, em con đã nhảy xuống giếng chết rồi. Trời ơi, tại sao dân sương hiền lành lại chết đau thương ơi trời. Trời Phật rất công minh, không hề thiên vị. Cha giải thích con nghe, để hết bất bình. Quả báo có ba cách. Thứ nhất, hiện báo làm lành giữ trong đời thì trả phước quả cũng trong đời. Thứ nhì, sanh báo kiếp trước làm phải trả kiếp sau này. Thứ ba, tóc báo quả phước nhãn tiền trường hợp dân xương thuộc về sanh báo kiếp trước dùng đường tu, nên kiếp này phải trả lại nữa. Cha ruột dân xương làm đều ác bào, nên dân xương trả thế cho cha. Tuy núi trời lòng lòng bao la, nhưng một mãi lòng không bay khỏi. Cũng yêu như dân sương, nhưng không bỏ mình thê thảm. Nhờ con hưởng được đức của kẻ sanh thành, vì cha sớm tròn đường hoa phước lánh dữ làm lành. Thở bé con sống đời côi phúc, ngày nay gặp được mẹ cha. Con hiểu thế, con đừng thắc mắc. Con hãy về sum họp với mẹ con, tình mẫu tử sưởi ấm lòng con lại. Rồi thỉnh thoảng con lên đây để viếng thăm cha. Bài giáo lý ai làm lành thì giao đức lại cho cháu con. Như vậy thương con không phải cho nằm trên đống bạc tiền, mà phải làm phước khi làm lành đấy lưu đức. Hỏi các bậc mẹ cha đang có bốn ba tìm lẻ sống trong vô tâm ác bảo. Đừng đổ chăng cơm người mà tạo chăng cơm trở lại đây để xin trả lại dao vàng và ai bình cơ
ơn Yên Lan tôi thờ trong tim ốc. Nhưng tình Yên Lan người vứt xuống vực sâu. Thưa công nương, thôi tôi rất sợ lời của kẻ ra đi sắp nói với người ở lại, để vùi chôn một tình yêu ngay dài xuống quang mòn. Tôi biết tình yêu tôi như nước chảy qua cầu, tuy tha thiết mà mơ hồ huyền ảo, không tháng ngày và không buổi sơ giao. Tình tôi là mây trời, là khói biển, là nắng nhạt hoàng hôn. Nó không ai không ân mà buồn mà ly, không có rượu giao môi mà đậm lệ ly sâu. Công nương ơi, hai ta là hai kẻ nghịch thù, nhưng tôi hẹn sẽ nói yêu khi thù sâu vui xóa. Thôi người ra đi đừng tỏ lòng thương hại cho kẻ ở lại cung vàng. Đừng hứa hẹn mong lung với tâm hồn tuyệt vọng, đang khép vô tình trong khóe mắt thương đau. Và kể từ đêm nay khi người lên yên trở về cứu quốc nhiều quái hùng tung gió bụi đường xa, thì đừng nhớ chi một hình ảnh như mơ đang tan mờ trong dĩ vàng. Đêm nay ta gặp nhau là mong hình bóng tự thành trong khói sương. Người đi đón gió muôn phương, còn tôi ấp ủ tình thương trọn đời. Kìa, dường như có tiếng gió ngựa, công chúa hãy nép vào trong. Ai thi lệ? Ai thi lệ? Anh là hoàng tử Yên Lâm về với em đây. Kìa, ai thi lệ đâu mà ở đây qua biết. Tên giữ ngựa, mày đã bắt ai thi lễ đem đi, hay không? Thưa hoàng tử, kẻ bắt ai thi lễ làm vua, đem về nơi vương cung làm ai thiếp. Trời, nàng là ai thiếp của phụ vương ta? Dạ, đó là bác Lỗ Kỳ dâng hiến cho vua để đánh đổi Yên Lan công chúa. Thì chắc cũng tại mi muốn lập công nên dâng ai thi lễ cho bác Lỗ Kỳ ngã tân thân để hắn cưới Yên Lan. Dạ, tôi mới tới đây nghe sao thì nói vậy, xin ngài hãy bình tâm mà suy xét cho tôi. Thôi, ta phải giết mày ngã đấy đành tội nơi đây. Dạ, xin hoàng tử thương tình mà thâu lại thanh gươm. Từ nơi ba tư ta về thăm ai đi đây, hãy dậm dậy bao nhiêu là ta quán hận bấy nhiêu. Tên kia hãy đỡ. Tôi xin buộc lòng tử về. À, kia, ai bình cơ anh đã gây thương tích cho Yên Lâm, đưa dao đây cho em. Trời, Yên Lâm anh đã bị thương. Giáp vậy, cầm. Nếu làm kinh động tôi sẽ giết Yên Lan. Bây giờ công chúa Yên Lan sẽ đưa tôi về nước, xin kêu biệt. Anh hoàng tử Yên Lâm. Giáp vậy, đuổi theo tên giữ ngựa cho ta. Không, xin hoàng tử đừng đuổi theo tên giữ ngựa, mà hãy truyền cho giáp binh xử tội kẻ dân. Vì chính em đây mới là tên sát nhân ám hại người tình. Con dao đẫm máu trên bàn tay yêu ớt đã nói rõ ràng hành động của em. Vậy chàng hãy đổ lên đầu em mọi cực hình khủng khiếp, em sẽ vui lòng hứng chịu đến tàn hơi. Chứ còn tên giữ ngựa kia chỉ là một tay sai mà em có bổn phận phi chờ che chở đến phút biết cuối cùng. Phải, có lẽ chính nàng là thủ phạm đợi ta về để giết chết ta, dẹp trở ngại cho kẻ phản trắc bước lên ngôi vương hậu, phải không? Hoàng tử hãy giết tôi đi. Giết nàng chưa cần thiết, mà đây, bản đĩa đồ của vương quốc Ba Tư đã ghi rõ dùng đất đai ta đã trả. Vì yêu nàng, ta lên triều đình và vương phủ rút quân trả đất nổi ba hôm, vội về đây để đổi tiền yêu đương. Nhưng bỗng nhiên tôi thành kẻ sát nhân. Phải, vì thế nên công trình này ta xé bỏ. Trời, Yên Lâm. Muôn tàu đại dương, muôn tàu đại dương,
kẻ này đã thuyết phục được nàng Câm. Định thức của chiến tranh là gì? Chinh phục. Sao dùng chữ thuyết phục với ta? Muôn tàu. Chinh phục. Hãy nhớ, chinh phục gom trời vào đái chiến, biến đĩa cầu thành đồng cỏ khô khan. Muôn tàu, kẻ này muốn nàng đến đây quỳ gối xin nạp mình cho thèm khát của đại dương. Hôm nay tại biệt điện thiết dương cung ta đốt cháy chờ mong bằng rượu nóng. Nàng sẽ tới cho vua vơi khát vọng. Không! Ta không còn khát vọng đợi chờ nàng. Khi hai án tử hình đã dính giữa cung vàng, ta chờ đợi để kéo thêm hai án tử. Muôn tâu đại vương. Dẹp tiệt tùng. Lui ngữ nữ. Từ hôm nay mọi việc đã đổi thay. Muôn tâu. Câm. Mi là kẻ si tình, bất lực, thì đừng mong cứ yên lang bằng sự đánh đổi một tình yêu. Của công nương ai thi lệ thì tất cả đều không thành tựu. Hôn lễ này chấm dứt hôm nay. Dạ muôn tâu đại vương, bất trận một vài giây, ai thi lệ trở lại đây. Ta đang đợi nàng té nát thì thì. Dạ muôn tâu. Không, ta bảo rằng ta mang dòng máu giống hung nô, dựng quy hoàng trên vạn triệu năm xương khô, không đợi chờ trong y buông mông kha. Dạ muôn tâu đại nha vương, khỏi phải chờ đợi tứa đâu, vì nàng sẽ tự đến đây và đang nếp mình đứng dưới lông ngay. Tâu đại vương, kẻ tử tù trở lại nơi đây để xin ân huệ cuối cùng trong kiếp sống. Nghĩa là nàng không còn phản kháng, nàng bằng lòng chỉ mặc lấy áo dương cung. Muôn tâu, kẻ này bằng lòng với điều kiện sau cùng là đại vương truyền lệnh lui quân trả đất. Trời, lui quân trả đất. Nàng hãy nhìn từ đông sang tây, từ nam qua bắc, đất đai ta mở rộng bốn phương trời. Còn nàng chưa đang một con mồi thì đừng nói tình yêu và trao đổi. Ngữ dễ dạ. Mời hoàng tử Yên Lâm đến đây lập tức. Muôn tâu, nàng hãy chờ, hãy đợi, hãy theo ta lên chinh bực thềm. Hãy ngồi yên trên mặt ghế thạch kim, hãy sờ hơi lạnh để biết trái tim gì chúa thể. Tâu phụ vương, có con chờ lệnh. Con hãy dẫn binh trở lại xứ Ba Tư, chiếm hết vùng đất đai con đã trả. Tâu phụ vương. Đi, cờ chinh phục của đại quân Mông Cổ hãy cắm lên chốt vót nóc hoàn thành. Con phải đi mở lại cuộc xâm lăng, cắm cờ chinh phục trên đất đai kẻ khác, mà để trái tim mình bị người ta dẫm nát. Không, con chỉ cầu gian được chết tại nơi đây. Áp vệ quân. Dạ. Áp giải hoàng tử lên yên chiến mã cho thiết kỵ quân tiến đến Ba Tư. Không, không, con xin phụ vương đừng buộc con chiếm đất đai kẻ khác, mà chính bản thân con bị người ta cướp đoạt cả linh hồn. Con chỉ muốn chết tại đây để đền tội phản loạn. Con muốn sự quằn quại của xác thân mang tử án được phơi bày giữa chốn y dương cung, để cho vua cha và hoàng hậu thấu hiểu ẩn tình tôi trong giây phút cuối cùng. Đã để cho máu đổ tuôn rơi là con vui lòng lìa xa cuộc sống. Dù có quỷ hoại vết thương, con cũng không thể chết trước khi lên yên chiến mã. Áp dễ quân. Không, không, bây hãy lui ngay lập y tức, bây hãy tuân lệnh ta trong khi đầu óc ta đang rối loạn quay cuồng. Dường như trái tim ta đang sôi dậy máu căm hận. Ta thủ quán đất trời xanh cây cỏ vàng, những gì đã ung đúc nên ta, hay là ta đang muốn cho lâu đài tráng lệ nguy nga biến thành sa mạc, để cho trên đồng khô các bạc không bao giờ sinh nở một cành hoa. Trời, hoàng tử Yên Lâm xin
ngươi đang nói gì, đang làm gì, để cho kẻ ở trên ngai cũng biết. Bộ Dương ơi, con đang nói mà cái trời sẽ không bao giờ mọc nữa, để cho vũ trụ này mãi mãi âm mưu, vì mặt đất không còn cần ánh sáng và lòng người đã mất thiên lương. Con nói mây đang ngừng trôi, nước đang ngừng chảy, và khi trời đang đông lại thành băng tuyết mùa đông, mà hoàng tử Yên Lâm không còn hơi thở, vậy kẻ này kính xin đi hoàng hậu hãy cầu khẩn với phụ vương tôi, để cho tôi được chết tại đây hơn là phải chịu bỏ thay trên chiến đĩa lạnh lùng. Cha không thể giết con bằng tội ăn cực hình, mà cha chỉ muốn chiếm lại những gì con để mất. Trời, chiếm lại những gì con để mất nghĩa là... Nghĩa là hoàng tử phải ra binh theo lệnh của phụ hoàng. Hoàng tử phải mang cờ chinh phục, đem cắm lên lâu đài của vương quốc Ba Tư, để rồi hoàng tử được nghiêng ngửa, cười sai với chiến công quanh liệt, giữa muôn ngàn sắc chết của dân tôi. Hãy đi trên máu sương rơi, đừng nghe đừng thấy những gì sau lưng. Khi người đạp nát hoàng cung, hãy tìm trong mấy khối quê hương người tình. Con hãy đi lập tức chiếm lại những gì con để mất hôm qua. Vâng, con đi đây. Hoàng tử Yên Lâm, nàng đã nghe đã thấy, bây giờ nàng còn muốn đánh đổi gì không? Hãy theo ta về buồng riêng vương chúa. Không, đại vương. Nàng phản kháng à? Đây, lưỡi thép này không biết nghe, không biết nói, chỉ biết sang bằng ngoại thành quách kinh đô. Hãy nhìn vào quả đồ này, nàng cùng với sứ Ba Tư bé nhỏ sẽ mất tên qua một nhát gươm ta. Kìa, mau, mau từ trong quả đồ tuôn chảy. Mau ai? Phụ vương. Trời, Yên Lâm, Yên Lâm hoàng tử núp bên sau bức quả đồ bị ta đâm vào phạm kiếm. Phụ vương ơi, mau tim con đang lần ngồi chai cạn, phụ vương có thấy lòng rung động mây chưa? Phụ vương ơi, con chết. Ai xin lỗi, mày phải chết để đền mạng con ta. Nên rơi xuống trần gian.
lùng. Dòng hướng trời xa thắt thẻo ga gan lòng, cố hương ơi Mỹ này sẽ ra đi mãi mãi, cố hương đừng hoài vọng nhớ thương. Một cành hoa đã nhạt phấn phai, một tình mạng đã sẵn dành người chiến bài. Ta sẽ ra đi không bao giờ trở lại, một đoạn đời ngang trái sầu thương. Dương ơi thân chàng đã vùi trong khói lửa, thiếp phải lòng một kẻ ly hương. Cánh hoa xuân e bươm chán ông trường, thân ca chậu chim lòng trong nạn khổ. Chim ba ơi đừng đợi đừng trong, một cành hoa trong vũ loạn, bởi ta sẽ ra đi mãi mãi không về. Biết gửi về đâu một tâm sự nào này, lý nhân gian trăng vàng đã xây bóng, mà gió biên thùy vẫn thổi lạnh hồn quê. Mây buồn phủ kính sơn khê, đâu đây vắng tiếng nhang về thiếu xương đồ bàn nhuộm vẻ tan thương. Cánh hoa mùa loạn phấn hương phai rồi, chim dương ngôi vàng đã ra người thiên cổ thì tiếp còn tiếp kiếp sông đau tù. Sông nước đêm nay đang nhuộm ánh sương mù, nước đắng cay dưới nỗi niềm tâm sự, thiếp nghĩ bẻ bạc trong mối hận ngàn thu. Tiếng nhạc thâm trầm reo rắc từ đâu, như triêu cỡ kẻ nặng sầu giống thức thần. Kìa dòng sông dưới trăng mờ lấp lánh, như đợi chờ ta gửi kiếp xuân phàn. Hỏi sông nước ly nhân gian, ta đâu tha thiết gửi kiếp sông còn, khi nước mất nhà tan. Dù nghịch cảnh nguyện đi bảo toàn tiết gia, rồi đây hồn ta sẽ dâng dương trên đầu cây ngọn cỏ. Ta trở về với sông núi chim bang, ta sẽ gặp được chồng ta nơi cửa hà, và sẽ làm cho rõ nghi mặt gái chim thần. Xin giả từ đất nước thân yêu, xin vĩnh biệt kinh đô Phật thầy. Đêm nay sông nước mơ màng cho ta gửi nắm xương tàn mỹ em. Hãy
vẳng tiếng gà trưa. Trong cái tĩnh lặng mênh mông như say bởi men nồng giữa cơn nắng hà, lũy tre xanh cũng mơ màng rủ lá, trời không mấy nên yên ả đến vô cùng. Xóm nhỏ bóng quân nhìn khói quyền trên đồng, từng nhịp đông đưa giọng buồn kẹo kẹt, tâm sự nào triếu nắng những lời bởi phong trần trong nắng hạ mưa thu, nên áo sờn dai và tay đã cháy sần, nhưng vẫn trong ngần đôi mắt long lanh những ước mơ lành cho đời con thơ ấu. Gửi vào trong từng đường kiếm mối chỉ, những khát khao hoài vọng ở tương lai. Con lớn khôn rồi tóc đổ bờ vai, mái áo cho con mẹ chọn màu xanh mướt, màu của đồng xanh của dòng sông con nước, để con biết yêu từng tấc đất của quê. Thank you.
bờ tre ruộng lúa. Bình dị đơn sơ mà gợi nhớ gợi thương của thôn nữ miền quê không biết từ trên ruộng luôn, là nghĩa là nhân, là thủy chung sơn sắc, là nhạc là thơ làm say đắm bao rồi. Hãy thức dậy đi con, để nghe chim sao gieo vun trên tàn cây trước và những câu hò mênh mang trên sông nhỏ, nghe tiếng mõ đâu nhịp nhàng của ở đầu thôn. Rồi mẹ nhóm cho hồng tươi bếp lửa cho mùi con để mai lớn khôn rồi xa vòng tay mẹ, con vẫn nhớ về thôn xóm yêu thương. Áo bà ba mẹ mai bằng ướt dòng cho tâm hồn con sống giữa quê hương. Dạ mời thầy ngồi. Cảm ơn em. Dạ mời thầy dùng nước. Đã từ lâu tôi gian em đừng kêu tôi bằng tiếng thầy.
nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ, thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ của thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Đầu chờ ân huệ, em hãy rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em nhiều khổ đau lận đận, suốt cuộc đời duyên nợ dở dang. Tâm của thầy cắn sức chăng? Tôi mong được chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy bằng mình hoặc ba của thằng Tâm, hay chỉ bằng anh thôi? Mình, ba thằng Tâm. Nếu được tiếng mình, nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, vậy từ nay chúng ta sẽ âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sao. Nửa đời còn lại, anh với em gắn bó mặn nồng. Tuy không đường hoàng gia thú, nhưng cũng là vợ chồng sao chưa có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng mà làm sao họ hiểu được anh với em đã vượt ra khuôn khổ gia đình, là chúng ta muốn nối lại mối tình xưa gian dở. Bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ có một mình tôi đau khổ, còn cho vừa ý anh thì sẽ có một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì anh để cho tôi cam bề vui chiếc tình yêu thuở ban đầu như nước chảy qua. Tình của chúng ta riêng đành chịu số cả, xa miền chỗ con khôn lớn nên người kể như tròn bốn phần của anh. Tiếc làm gì cái thuở nóng xanh, nhưng ở đây anh là ba của thằng Tâm gặp gỡ
cả nỗi niềm ai ân trọn vẹn. Thằng Tâm con của chúng ta nó đã tốt nghiệp ra trường. Sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan hệ nâng ly. Chúc mừng con trong cái buổi lễ thành hôn. Tâm ơi, thương con mẹ chỉ tính gửi quà cho con trong ngày hôn lễ, chứ chẳng nghĩa gì mà mẹ dám nghĩ đến chuyện nâng ly. Em gửi quà gì cho con? Đây, mặt cuối thiêu còn dáng dở. Chị Quyên Ương, trong ánh chớp nền trời đầy đó, Quyên Ương và cuộc sống tuyệt vời. Nhiều vàng từng đường kim mũi chỉ, có trái tim sắt son chờ mong. Nhịp nhàng phương trời xa thẳm, nhiên lửa đôi sắt son tình chung. Vậy mà bao nhiêu năm rồi em thản nhiên như người qua đường xa lạ, trong khi anh ấp ủ, anh nâng niu một tổ quyên ương em đềm hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng từ chối, khiến anh đây nát ruột xé lòng. Anh Minh, em cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Chúng ta nên dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta, chúng ta hãy sống như đôi quyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trống sống dữ, thì từ đó con còn lại một mình đương sức gió, vẫn than ngày đáng gào to trên sông dữ. Nhưng từ lâu rồi em giấc xuân mỏng từ lâu cam trong trại, tình gối chân nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được có lúc trùng phùng, duyên tang lễ không thể nào tái hợp. Cương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chững trên đời. Quãng đường xa còn gái vô thâm thâm xa vời, thằng Tâm nó sẽ thế nào trước cảnh chở đời bao lời buổi giao thời mới cũ đổi thay. Chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán. Thì nay anh Minh à, chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua bội bạc phú phàm. Anh đã lo cho con từ nhỏ cho đến lớn, nó không thiếu thứ gì em mà. Em biết không, nó có hiếu lắm mà. Anh Minh, theo tôi như vậy cũng chưa đủ, mà thương con là phải sinh trọn vẹn gì. Đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn
chúng ta ngày trước. Nhặt trong nước sông riêu cặn bã ao tùng, phải chấp cánh cho nó bay xa. Cho nó thấy đất sông trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả muôn trùng. Nói với nó hiện tình khốn khổ của người dân đang trên cổ mang trồng. Cho nó được sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là ghét là thương. Nguyệt à, từ lâu rồi em xua đuổi cự tuyệt anh. Lần này anh xin em cho anh thỉnh thoảng em định bước thêm bước nữa với anh Minh. Nếu anh còn chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa. Vậy thì từ nay chúng ta hãy lo cho con. Thôi anh về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Ừ.